Hôm nay cuộc sống ở bên Đức đã dường như trở lại như lúc trước, chỉ có điều là mọi người giữ khoảng cách với nhau 1,5 mét. Mà thực sự là trong một cái khuôn viên lớn như vậy thì cái việc giữ khoảng cách cũng không phải là khó. Nhưng mà so với lúc trước thì mọi người bị tránh tụ tập picnic theo nhóm. Bình thường giờ này là mọi người thường hay kéo ra bãi cỏ nằm phơi nắng khỏa thân. Người Việt mình thì thường hay kiếm những cái bóng mát nằm, còn người Tây thì họ nằm ngoài nắng phơi cho cái da đỏ ửng lên. Office.